Vừa rồi mình đã lấy số trên rồi, cầm một người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng gặp lại những trong chiếc tắc kênh này nhé. Thầy xong cái chương rồi, cảm ơn mọi người đã xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.